chú anh chị, cả nhà mình khỏe không ạ? Dạ thì hôm nay ở Canada bây giờ là 5:40 mà hiện tại thì ở ngoài đường trời mưa. Đây trời mưa buổi chiều mà mưa là trời rất là lạnh luôn, với nhiệt độ bây giờ là 7 độ C. Hôm nay là ngày đặc biệt của em nên được ông xã và con gái dẫn đi ăn. Thì mời cả nhà cùng đi ăn với nhà em nghe. Từ nhà đi đến quán ăn khoảng 5 phút. Và ở đây không có quán của Việt Nam, nên hôm nay cả nhà sẽ đi ăn vòng vòng ở đây là có pizza, có KFC hoặc là chili, hamburger. Ở đây là có những món đó thôi, chứ không có nhiều món của Việt Nam mình. Nên hôm nay mình sẽ đi ra ngoài tìm quán nào thích hợp thì sẽ tấp vào thôi. Đây là bờ biển nè, cả nhà nhìn thấy bờ biển cũng là im ru luôn ha. Gần bờ biển thì ở đây có bến tàu. Đây là bến tàu nè, nhưng mà mùa này á là đánh bắt tôm đã hết mùa rồi nên tàu người ta đã đem về hết, chỉ còn một vài chiếc tàu ở lại đây người ta đánh bắt cua. Hôm nay cả nhà sẽ đi ăn đi chili. Đây là phần combo mà anh xã mới vừa order xong, gồm có một chai Pepsi thật là to và khoai tây chiên, đặc biệt là có nguyên một hộp gà rán vàng ươm, nhìn thật là ngon. Gà ở đây chiên nhìn rất là ngon. Mình có thể chấm như vậy là gì luôn. Dạ, ở đây nó làm rất là ngon. Thank you.
How much for the combo, Baba? 50. Nhà mình order nguyên một phần combo của Lì Xì Lì là 50 đô. Anything good? Amazing. Salty. Salty. Birthday for dad. Birthday for dad. Thank you. My chicken is very good. That's good. Okay. Me too. I think now it's better before. I think it's fresh. New. Cái da cái dành nãy giờ nè, da ăn rất là ngon. Looks skin too good.
lên rồi quanh mơ bên tay nè. Still more here, Baba. Đã ăn xong rồi cả nhà. Bây giờ rửa tay và dọn dẹp để đi về. Trong cái phần giấy này thì họ có để giấy ướt cho mình lau tay nè. For Danny. A gift from my husband. Quà của ông xã tặng. Quà của ông xã tặng. Bây giờ mình sẽ mở ra xem mấy cái gì nha cả nhà. Hồi hộp. What is it? Right. Tiền cả nhà ơi. Wow, they give me a lot like that. They are getting like how many? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wow. Thank you, thank you, honey. Thank you so much. Đây là quà ông xã tặng sinh nhật. Đã quá. Ăn xong rồi thì bây giờ cả nhà mình lên xe để đi về. Hôm nay mình thật là vui và bất ngờ khi ông xã tặng cho mình 1.000 đô nhân ngày sinh nhật. Cảm ơn rất là nhiều ông xã ơi. Vui, rất là vui luôn. Cảm ơn cả nhà đã xem video ngày hôm nay. Chúc cả nhà mình sức khỏe, thành công và may mắn nha. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Stop it!